Trường Giang bất ngờ xuất hiện cùng Nhã Phương lần đầu trả lời về thông tin có con. Lần đầu tiên Trường Giang Nhã Phương diễn xuất chung khi về chung một nhà. Sau khi tổ chức đám cưới vào tháng 9 2018, cặp đôi Trường Giang Nhã Phương hạn chế chia sẻ chuyện đời tư và ít khi sánh đôi cùng nhau trong các sự kiện giải trí. Giữa tin đồn đã có con đầu lòng, Trường Giang từ chối mọi thắc mắc của giới truyền thông. Còn Nhã Phương ở ẩn suốt thời gian qua. Tuy nhiên, đến tối 5 tháng 3 trên YouTube chính thức của Trường Giang bất ngờ đăng tải một đoạn tiểu phẩm hơn 1 phút. Điểm khá bất ngờ là cặp diễn viên chủ chốt trong clip này chính là vợ chồng Trường Giang Nhã Phương. Cụ thể trong tiểu phẩm, Trường Giang đảm nhận hai vai diễn là nam MC giới thiệu chương trình bản tin văn nghệ và nghệ sĩ cũng tên Trường Giang. Khi màn hình hiển thị loạt hình kỷ niệm của Trường Giang Nhã Phương, nam MC có tên nói tới nói lui phát biểu rằng: "Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị một nhân vật mà quý vị đang rất cần nhiều thông tin về họ. Một cặp vợ chồng đang rất hạnh phúc trong showbiz. Thưa quý vị, tình yêu là gì? Tình yêu là hai người cùng nhìn về một hướng chứ không phải nhìn nhau để mà sống. Tuy nhiên để nổi tiếng trong showbiz thì phải nhận được rất nhiều mà chúng ta không ngờ đó là gạch đá từ cư dân mạng. Thưa quý vị thân mến, họ đã vượt qua điều đó như thế nào để đi trên một con đường hạnh phúc? Chúng ta hãy cùng đến với chương trình Ống Kính Hậu Trường cùng gặp gỡ phóng viên Nhã Ra Nhã Vô." Ngay khi nam MC dứt lời, Nhã Phương lộ diện với hình tượng của một cô phóng viên xinh đẹp đang săn đón trước cửa nhà nghệ sĩ Trường Giang. Còn nam chính thì trở lại với hình tượng quen thuộc là mặc áo hoa, đội mũ phớt, đi dép tổ ong và ngồi trên xe hơi tiền tỷ. Vừa bước xuống xe, nhân vật tên Trường Giang đã được đám đông phóng viên vây kín để chụp hình phỏng vấn. Khi nữ phóng viên thắc mắc vì sao anh vừa lùn vừa xấu nhưng lại chinh phục được trái tim của một nữ diễn viên xinh đẹp. Đáp lại câu hỏi bất ngờ, nhân vật nam chính trả lời: "Mọi người thắc mắc hay là cô thắc mắc, có chồng chưa, vô duyên quá mà, biết bao nhiêu cặp trong showbiz chồng xấu vợ đẹp họ vẫn hạnh phúc đó thôi. Đừng hỏi liên quan mấy cái chuyện đó, thôi cảm ơn mọi người, tôi xin không trả lời báo chí nhiều." Không buông tha, MC tiếp tục hỏi nam nghệ sĩ về tin đồn có con, thể hiện sự khó chịu ra mặt, nhân vật tiếp tục bị chê. Nữ phóng viên vô duyên và nghệ sĩ Trường Giang xin bật mí thắc mắc vào ngày 8 tháng 3 tới. Dù chỉ là tiểu phẩm diễn xuất, nhưng nội dung lại thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng bởi liên quan đến chính những câu chuyện xung quanh của Trường Giang Nhã Phương. Đây cũng là lần hiếm hoi Nhã Phương Trường Giang diễn xuất chung sau khi về chung một nhà và nữ chính gây bất ngờ bởi ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng thon gọn sau khi bị đồn sinh con đầu lòng. Tạo hình trong tiểu phẩm mới của Trường Giang giống như hình ảnh nam nghệ sĩ theo đuổi suốt nhiều năm qua. Nhã Phương lần đầu tiên lộ diện với vai trò diễn viên sau tin đồn sinh con. Trường Giang bật mí, diễn biến tiếp theo của phần tiểu phẩm sẽ được lên sóng vào ngày 8 tháng 3.